Chào anh em nhá. Thì hôm nay thì mình tiện mình lắp cái vòi ống nước sạch. Đó thì là mình tiện mình quay video mình hướng dẫn cho anh em luôn. Mình là chiến thắng. Không chỉ biết quay lợn mà mình là người rất nhiều tài lẻ anh em nhá. Thì tránh với cái việc ấy mà những cái việc lặt vặt này. Nhiều khi anh em gọi thợ đến ấy là loanh quanh lòng vòng rơi vào 15-20 phút, hoặc là nửa tiếng là anh em đi luôn 5 lít 7 lít ngay, thay vì anh em bỏ ra khoảng 10 phút để xem cái clip này của mình và ấn đăng ký ủng hộ mình. Thì mình sẽ gọi là bày cho anh em rất nhiều cái trong cuộc sống, đơn giản trong cuộc sống mà lại không mất tiền, mà nhiều khi mình tưởng tượng gọi là cái gì nhỉ, khi mà chưa biết ý, khi mà biết rồi mình mà gọi thợ đến nắp xong biết rồi nhỉ, ui địt mẹ dễ nấy mà bị mất tiền đấy. Vì thế nên là hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh em cái ống này, nó gọi là cái ống HDPE hay gọi ống nước sạch ấy. Đấy, ống của mới đây mình mua cái loại tốt nhất nhá, của Tiền Phong nhá. Đấy, thế là ban quản trị trong công ty Tiền Phong tài trợ cho em ít điểm quảng cáo ống. Đây thì mình sẽ câu cái đường nước sạch xong rồi là sẽ nối vào một cái ống này, vì ống này nó là gen ngoài rồi nên mình phải có một cái gen trong anh em hiểu chưa. Đây, cái gen trong mình là gen này thì mình, cái đầu này mình sẽ cuốn cái băng tan đấy, thì mình sẽ tháo cái vỏ này ra, tháo cái vỏ này ra và thay vào cái ống này anh em hiểu chưa, đơn cũng bằng giải. Ban đầu đây là cái đầu ống của HDPE hay là ống nước sạch đấy. Đây là mình mới hướng dẫn cho anh em thôi nhé, thế còn đâu là để mà đi vào quá trình lắp ấy thì anh em phải cái riêng cái đầu này anh em phải chú ý này, phải cắt bằng này, cắt như này là bị tí ra nước nó sẽ dò ra. Nhưng đây là mình sẽ hướng dẫn qua cái cách làm là trước tiên mình cắt bằng này nhé, chứ không mình không thể để như này được. Đấy, còn đây là cái cút nối giữa cái đường ống từ đồng hồ nước ấy, đồng hồ nước sạch ấy, vào nhà mình đúng không ạ. Đấy thì đây nó sẽ có, mình sẽ tháo ra cho anh em xem các cái chi tiết của nó. Đấy, trong này nó sẽ có một cái gioăng đen, gioăng này nó cũng cứng ấy, và một cái gioăng trắng. Ở đây thì có một cái gioăng cao su mềm đúng không ạ. Đấy, anh em lắp cái này cực kỳ đơn giản luôn, chứ gọi thợ đến là nhiều khi người ta còn này kia các kiểu còn chán chê người ta mới đến là anh em lại mất luôn 500-700 nghìn, thậm chí người ta còn câu cái lọ câu cái kia sang. Đấy, trước tiên anh em đút cái đầu này vào nhà nhá, được chưa. Trước đó này là anh em phải cắt bằng cái này vì tránh để mất thời gian của anh em. Tôi chưa cắt cái này là có cái anh em mua ra một cái kéo cắt ống nước mấy chục nghìn ở cửa hàng kim khí đó. Đấy, xong rồi tiếp theo là anh em đút cái ống này, đút cái răng này vào đây. Đấy, xong anh em đút này. Đấy, anh em tránh đút ngược chứ, đút ngược là không được đâu. Hai cái răng này nó sẽ là đối đầu với nhau anh em hiểu chưa. Đấy, sau đó là anh em sẽ đến cái dòng thứ ba này, như cái lịt ý. Đấy, còn một cái lịt anh em sẽ đút vào đây nhỉ. Cái clip này dành cho những người dân nhé, chứ còn đâu là những anh em thông thạo rồi thì vui lòng bỏ qua clip này và không comment thiếu văn hóa nhé. Đấy, xong anh em chỉ ấn khít này, đây nè. Đấy, xong rồi dùng cái đầu này
dễ hơn cả ăn cơm. Đấy, siết chặt nó vào. Không cần dùng keo nhá, cũng không cần phải băng tan băng tủng gì cả. Đấy, siết khít hết vòng này là ok. Anh em chưa? Tránh cái việc mà nghe điện xem mọi người bảo gì à? Từ nghe điện nó lại ngắt. Anh em tránh cái việc mà anh em đút thẳng cái này vào, cứ để nguyên cái này ở đây nhé. Để nguyên đây là nó sẽ không khít, và dẫn tới là nó sẽ giò nước nhé. Anh em phải rút cái ra. Anh em phải rút cái ra và đút vào cái ống, nghe chưa? Chứ không được, anh em đừng đút thẳng cái này vào, để thẳng cái này vào trong này nhé. Cái nào nó cũng sẽ có những cái bộ phận đấy. Mà tự nhiên là hôm nay là mình tháo cái này ra, xong rồi nó lại không có hai cái răng kia. Khả năng là người đã giao cho mình đã thiếu cái này. Mình tháo thử cái này là xem có không. Đấy, cái nào cũng có hai cái răng. Cái nào cũng đều phải có ba bộ phận này. Đấy, một cái trắng này, một cái đen, và một cái răng này như kiểu cái lịt ấy. Nhưng mà không hiểu sao cái này nó lại có. Cái này khả năng là bị dao thiếu rồi. Đấy, anh em nhớ kiểm tra nhé, phải đủ các bộ phận chứ không thể thiếu được. Để mình ra mình kiếm cái răng của người ta đã. Người ta giao thiếu cho mình rồi. Thôi, cái clip xin được tạm dừng tại đây nhé. Anh em có thắc mắc gì thì cứ chia sẻ trực tiếp cho mình qua số điện thoại là 0855746789. Bên mình thì nhận dạy nghề quay heo, quay lợn, quay chó, quay gà, quay vịt, và bán các phụ kiện liên quan đến ngành quay như motor hoặc nò quay. Đấy, thì anh em ấn đăng ký cho mình nhé. Ấn đăng ký kênh cho mình còn sẽ còn rất nhiều những cái clip hay trong cuộc sống để chia sẻ cho mọi người. Ngoài những clip liên quan đến nấu ăn hoặc là các món ăn ra thì còn nhiều lắm nhé. Xin chào, xin hẹn gặp lại mọi người trong một clip tiếp theo.